chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bà Harris gián tiếp chỉ trích ông Trump là người hèn nhát. IAEA xác nhận Nga vô can vụ cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Liên Hợp Quốc cảnh báo người dân Gaza đang đối mặt nạn đói đỉnh điểm. Sức mạnh mũi đinh ba của Ukraine đe dọa hạm đội biển đen Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo The Hill, bà Kamala Harris và phó tướng Tim Watts đã có sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania. Tại đây, Phó tổng thống Mỹ đã chỉ trích gián tiếp ứng viên Cộng hòa Donald Trump là hèn nhát. Bà Harris tuyên bố: "Chiến dịch của tôi là để giúp mọi người nhận ra một số sai lầm trong vài năm qua. Có một số người cho rằng thước đo sức mạnh của một nhà lãnh đạo được thể hiện qua việc đánh bại người khác, nhưng giá trị thật sự của một nhà lãnh đạo là giúp đỡ những người xung quanh. Những kẻ chỉ tập trung hạ thấp người khác đều là người hèn nhát." Theo truyền thông Mỹ, dù bà Harris không chỉ đích danh ông Trump, nhưng bình luận này phù hợp với trọng tâm chiến dịch tranh cử của phó tổng thống bà Harris đã liên tục đề cập đến sự tương phản về phong cách lãnh đạo trong các tuần gần đây. Trong khi trước đó, khi phát biểu tại sự kiện ở miền đông Pennsylvania, ông Trump gọi bà Harris là kẻ cực đoan. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đã mang lại nguồn năng lượng mới cho chiến dịch tranh cử tổng thống và thu hẹp khoảng cách với cựu tổng thống Trump trên toàn quốc và các bang chiến trường bao gồm Pennsylvania. Các bang chiến trường sẽ đóng vai trò chủ chốt quyết định người sẽ kế nhiệm tổng thống Joe Biden. Ông Trump cũng nói rằng bà Harris dễ bị đánh bại hơn ông Biden, người đã bỏ cuộc từ tháng trước vì áp lực trong đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thảm hại với ông Trump. Pennsylvania là một trong ba tiểu bang vùng vành đai dì xét cùng với Wisconsin và Michigan. Ba bang này có phần tạo nên chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Biden lật ngược tình thế ở ba bang này để tạo nên chiến thắng năm 2020 và bà Harris đặt mục tiêu giữ vững thành tiệu của ông Biden ở đó. Các nguồn tin cho biết có thể bà Harris sẽ cùng ông Biden lên sân khấu tại đại hội khi đương kim Tổng thống Mỹ trao lại ngọn đuốc cho bà Harris với tư cách ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump triển khai một loạt sự kiện tại các bang chiến trường. Ông sẽ đến thăm một cơ sở sản xuất ở York, bang Pennsylvania để nói về kinh tế và thăm văn phòng cảnh sát trưởng quận Howell, bang Michigan để nói về an toàn và tội phạm. Những người ủng hộ ông Trump cho biết Họ hy vọng ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa sẽ tập trung nói về các vấn đề chính sách thay vì những tấn công cá nhân liên tục nhằm vào bà Harris. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế cho biết, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Nga đứng sau vụ cháy một tháp giải nhiệt tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia. Ông Mikhail Ulyanov đánh giá những cáo buộc nhằm vào Nga với vụ việc kể trên là lố bịch, đặc biệt trong bối cảnh các chuyên gia của IAEA đã chính thức lên tiếng sau khi kiểm tra tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công khiến một trong những tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân bốc cháy. Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom sau đó tuyên bố rằng một tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Phía nga thông báo vụ cháy là hệ quả của một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Ukraine thực hiện. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, IAEA cho biết nhóm chuyên gia của cơ quan này không tìm thấy dấu tích nào của thiết bị bay không người lái hay lốp xe. Đồng thời đánh giá dường như vụ cháy không bắt nguồn từ chân tháp làm mát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời điểm đó cũng phủ nhận và đã cáo buộc phía nga gây ra vụ hỏa hoạn. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở bờ đông của sông Dnipro, tiền tuyến ở phía nam Ukraine. Ukraine kiểm soát bờ bên kia sông và Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine cố tình pháo kích vào nhà máy. Ukraine phủ nhận những cáo buộc này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA có nhân viên trú tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế. IAEA lo ngại hành động quân sự liều lĩnh có thể gây ra một vụ tai nạn hạt nhân lớn tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Với công suất khoảng 6 GW, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Tờ Times of Israel đưa tin tại thủ đô Tel Aviv của Israel đã xảy ra một vụ nổ lớn, một người thiệt mạng và một người bị thương. Đoạn phim từ camera an ninh đã quay được cảnh một người đàn ông đang đi bộ trên một con phố ở phía nam Tel Aviv. Vài phút trước khi quả bom trong ba lô của người này phát nổ, người đàn ông này cũng đã tử vong do vụ nổ. Một người qua đường đi xe tay ga điện cũng bị thương nhưng không nguy kịch và được đưa đến bệnh viện sau đó. Cảnh sát đang điều tra vụ nổ lớn ở thủ đô Israel theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố. Theo cảnh sát, người đàn ông đã tử vong không phải là thường dân vô tội nhưng chưa xác định cụ thể động cơ. Chỉ huy cảnh sát Tel Aviv, ông Perez Ama nói rằng thật khó để nhận dạng thi thể. Chúng tôi biết rằng anh ta không phải là thường dân vô tội mà là người mang theo thiết bị nổ, đồng thời nhấn mạnh danh tính của người đàn ông trên đóng vai trò then chốt trong động cơ vụ án. Theo ông Ama, khả năng khủng bố là có thật. Cơ quan an ninh Sinbet cũng đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng binh lực lực lượng phòng vệ Israel IDF đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Liban và bị đẩy lùi bởi hỏa lực của Hezbollah. Kênh truyền hình al Majadin cho biết cuộc đụng độ xảy ra gần thị trấn Aita Asab, cách biên giới Israel 1 km về phía đông bắc. Hezbollah đã phóng rocket và bắn đạn pháo nhằm vào phía các binh sĩ IDF. Tờ The Times of Israel trong khi đó cho biết IDF chưa phản hồi về thông tin truyền thông Liban đăng tải trong các cuộc giao tranh biên giới đã kéo dài hơn 10 tháng qua, thiết bị bay không người lái của Hezbollah đã chứng minh được hiệu quả cao trong việc vượt qua mạng lưới phòng không tinh vi của Israel, một hệ thống được thiết kế để xử lý một loạt các mối đe dọa tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tốc độ cao nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các phương tiện bay chậm gần mặt đất. Hezbollah đã công bố đoạn video quay cảnh một căn cứ tên lửa ngầm lớn gửi thông điệp rõ ràng tới Israel rằng lực lượng kháng chiến ở Liban có năng lực vũ khí, thiết bị mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi thành lập. Đoạn phim cho thấy một mạng lưới đường hầm đủ rộng để xe tải phóng tên lửa chạy qua và các địa điểm phóng ngụy trang mà tên lửa có thể được phóng mà không cần lộ diện bệ phóng. Dòng nội dung đi kèm video viết rõ, Israel sẽ phải đối mặt với thực tế mà họ không ngờ tới. Một cuộc xung đột với Hezbollah sẽ trải dài từ biên giới Liban đến biên giới Jordani. Những mục tiêu này nằm trong tay chúng tôi và các tên lửa của chúng tôi được bố trí, triển khai và tập trung vào các mục tiêu trong điều kiện an ninh hoàn hảo. Về phần mình, truyền thông Israel gọi đoạn video trên là chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, xét về năng lực thực sự của Hezbollah. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel gia tăng trong những ngày gần đây. Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ phía đông nam Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp vũ khí của Nga có thể xử lý được lượng xe tăng bị mất hàng tháng trên chiến trường Ukraine. Theo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, Moscow có thể cung cấp khoảng 100 xe tăng mỗi tháng cho lực lượng của mình, gần bằng lượng xe tăng bị mất ở Ukraine. Tuy nhiên, những xe tăng này không phải là xe mới ra khỏi dây chuyền lắp ráp, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ CAST, một nhóm nghiên cứu của Nga báo cáo rằng cứ mỗi xe tăng T-90M mới được sản xuất thì lại có 3 xe tăng T-90A được nâng cấp. Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2018 nhưng bị chậm trễ do lỗi động cơ. Câu hỏi về số lượng xe tăng T-90M mà nhà máy Uran Vagonzavod, cơ sở sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, có thể sản xuất còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, bằng cách phân biệt giữa xe tăng mới sản xuất và khung gầm xe tăng cũ được nâng cấp chuyển đổi thành phiên bản T90M, các chuyên gia đã tìm ra được đáp án. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trước tháng 2 năm 2022, Uran và Volzavod có số lượng hàng năm khoảng 40 xe tăng T90M. Đến năm 2023, số lượng xe tăng được sản xuất trong thời chiến ước tính tăng lên 60 đến 70 chiếc và có thể cao hơn vào năm 2024. Các chuyên gia quân sự đoán rằng số lượng T-90M từ năm 2025 trở đi có thể vượt quá 90 chiếc mỗi năm. Việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng mới đã nhấn mạnh vào một trọng tâm chính của Nga là sức mạnh công nghiệp. Mục tiêu của ông là tăng sức chống chọi trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Vào tháng 12 năm 2023, cựu bộ trưởng quốc phòng lúc đó là ông Sergei Shoigu tuyên bố đã cung cấp 1.530 xe tăng trong năm. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS ước tính rằng 1.180 đến 1.280 trong số những xe tăng này đến từ kho dự trữ. Có một khoảng cách đáng chú ý giữa con số mà cựu Bộ trưởng Sogu đưa ra với ước tính của IESS là khoảng 350 xe tăng. Một số xe tăng này có thể mới được chế tạo, nhưng nhiều xe có thể là những mẫu được tân trang lại từ kho dự trữ. T-90M là phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đây là bản nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước. Xe được tích hợp công nghệ hiện đại và cải thiện khả năng chiến đấu, khả năng bảo vệ, hỏa lực và tính cơ động của T90M đều được cải thiện. T90M sử dụng một số loại hệ thống điều khiển hiện đại để tăng cường hiệu quả hoạt động. Chúng bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, hệ thống dẫn đường tiên tiến và hệ thống quản lý chiến trường. Các hệ thống này cho phép xe tăng nhận thức tình huống tốt hơn, ra quyết định nhanh hơn và phối hợp hiệu quả hơn với các đơn vị khác. Tối 18 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Baku của Azerbaijan trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Truyền hình Nga phát sóng cảnh máy bay của ông Putin đáp xuống sân bay ở thủ đô Baku vào buổi tối. Tại sân bay, nhà lãnh đạo Nga được Phó Thủ tướng thứ nhất của Azerbaijan, ông Yagub Eubov chào đón. Phái đoàn chào đón cũng bao gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Samir Sarifov và Đại sứ Azerbaijan tại Nga, Polat Bumbuloglu, sau khi chào các quan chức Azerbaijan, ông Putin lên xe limousine Aurus và rời khỏi sân bay. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, các sự kiện chính thức và làm việc quan trọng được lên lịch diễn ra trong ngày 19 tháng 8. Ông Putin đến thăm Nghĩa Trang, Alley of Honor và đặt vòng hoa tại mộ của nhà lãnh đạo Azerbaijan, Heydar Aliyev. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đến thăm Nghĩa Trang, Alley of Martins và tưởng niệm những người đã hy sinh về nền độc lập của Azerbaijan. Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp chính thức với người đồng cấp nước chủ nhà, Enam Aliyev tại dinh thự Zagunba bên bờ biển Caspian tập trung vào tình hình hiện tại và triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương cũng như các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Hai nguyên thủ quốc gia sẽ hội đàm riêng trước khi họp chung với sự tham gia của phái đoàn hai bên. Theo kế hoạch, hai bên sẽ đưa ra tuyên bố chung và một số văn kiện hợp tác cấp nhà nước. Sau những cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tổ chức họp báo. Đại sứ Azerbaijan tại Nga, Bolat Bubuloklu cho biết cả hai tổng thống đều đã chuẩn bị cho một cuộc đối thoại sâu rộng, đồng thời khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa Moscow và Baku đang ở mức độ tương tác đồng minh rất cao. Theo nhà ngoại giao, Moscow và Baku đang xem xét mở tổng lãnh sự quán Nga ở Azerbaijan. Hồi cuối tháng 5, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, Grigory Karasin cho biết, Moscow và Baku đang thảo luận việc mở tổng lãnh sự quán ở Khankendi, tên cũ là Stepan vốn là thủ phủ của Cộng hòa nagorno karabakh không được công nhận. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin nước này sẽ sớm mở năm tổng lãnh sự quán tại Kapan, Armenia, Aktau, Kazakhstan, Samarkand, Uzbekistan, Denpasar, Indonesia và Male, Maldives. Bộ trên cũng nói về kế hoạch mở đại sứ quán ở Burkina Faso và Guinea Xích Đạo. Lần gần nhất Tổng thống Putin đến thăm Baku là vào tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, Hai nhà lãnh đạo thường xuyên gặp nhau bên lề các hội nghị thượng đỉnh và sự kiện quốc tế khác nhau. Gần đây nhất, hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Aliyev đã có cuộc gặp bên lề hội nghị Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Trước đó, ông Aliyev đã có chuyến thăm làm việc tới Nga hồi tháng 4 năm nay. Sau 10 tháng xung đột, người dân Gaza vẫn đang phải vật lộn để kiếm thức ăn, nhiều tháng phụ thuộc vào thực phẩm đóng hộp và ít được tiêu thụ trái cây, rau, thịt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Theo Liên hợp quốc, nhiều người đã tử vong vì suy dinh dưỡng, gần như toàn bộ 2,2 triệu cư dân của Gaza đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Theo Liên hợp quốc và các nhóm nhân đạo, lượng viện trợ đến tay người dân Gaza đã giảm kể từ khi Israel tấn công vào thành phố Rafah hồi tháng 5. Rafah là thành phố biên giới phía nam nơi Gaza và có hơn 1 triệu người dân Palestine trú ẩn. Đây là nơi có một phần đáng kể cơ sở hạ tầng phân phối viện trợ vào Gaza. Phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết vào tuần trước, lượng viện trợ có thể mang từ các cửa khẩu biên giới vào Gaza đã giảm hơn một nửa kể từ đầu tháng 5 khi cửa khẩu Rafah bị đóng. Người dân ở khu vực thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza cuối tuần qua đã phải tìm nơi ở mới sau lệnh sơ tán của Israel. Lệnh sơ tán được đưa ra một ngày sau khi Israel tấn công một trường học ở Gaza làm nhiều người thiệt mạng bà Juliette Tuma, người phát ngôn cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết đã chuyển phần lớn các hoạt động cứu trợ của cơ quan này từ Rafa đến trung tâm giải đất đi theo dòng người sơ tán. Tuy nhiên, với tình trạng sơ tán liên tục, khu vực người dân trú ẩn thường xuyên thay đổi, khiến việc thành lập các trung tâm cứu trợ như ở Rafa trở nên khó khăn. Hồi đầu tháng 6, hai cơ quan của Liên Hợp Quốc gồm Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Tổ chức Lương thực Nông nghiệp FAO đã công bố báo cáo chung về nạn đói ở giải Gaza, trong đó cảnh báo hơn 1 triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ này có thể sẽ phải đối mặt với nạn đói ở cấp độ cao nhất nếu xung đột tiếp diễn. Nội dung báo cáo đánh giá nạn đói ở Gaza ngày một trầm trọng do những rào cản đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo cũng như sự sụp đổ của hệ thống cung ứng lương thực địa phương. Báo cáo nhận định số người Palestine ở giải Gaza phải đối mặt với nạn đói cấp độ 5, mức cao nhất trong thang đo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC có thể lên đến hơn 1 triệu, chiếm gần một nửa dân số Gaza. Trên thực địa, Israel thời gian gần đây đã mở lại một số cửa khẩu đường bộ ở phía Bắc Gaza. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có vài chục xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được vào vùng lãnh thổ của Palestine, trong khi số người cần hỗ trợ lên đến hàng trăm nghìn. Nhà ngoại giao kỳ cựu được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề cử vào vị trí ngoại trưởng, ông Abbas Arachi đã nêu ra những ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc và Nga. Cụ thể, theo hãng thông tấn chính thức IRNA phát biểu trước Quốc hội Iran, ông Arachi đã trình bày quan điểm của mình đối với chính sách đối ngoại của Iran. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và các quốc gia đã hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt, cũng như các quốc gia mới nổi ở châu Phi, Mỹ Latin và Đông Á sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Arachi cũng cam kết tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và kết nối cơ sở hạ tầng của Iran với các nước này. Đối với châu Âu, ông Arachi cho rằng việc cải thiện quan hệ sẽ phụ thuộc vào việc châu Âu điều chỉnh lập trường không đúng đắn và thù địch của họ đối với Iran. Liên quan tới quan hệ với Mỹ, ông Arachi nhấn mạnh chiến lược kiềm chế hành vi thù địch trong khi nỗ lực giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Ông cũng khẳng định sẽ không ngừng ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine và các phong trào kháng chiến trong khu vực, bao gồm cả lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Arachi, 61 tuổi, trước đây từng là Thứ trưởng Ngoại giao và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đang chuẩn bị dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao của Iran trong chính quyền của tổng thống Pezeshkian. Theo giới quan sát, ông Alarchi là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và theo phong cách thực dụng. Trong diễn biến liên quan, hồi tháng 7, tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược quan trọng là Trung Quốc và Nga, bình thường hóa quan hệ với các nước châu Âu, đồng thời hướng tới thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia ở Nam bán cầu, châu Phi và Mỹ Latinh. Ông Pezeskian cũng nhắc lại lập trường trong suốt chiến dịch tranh cử rằng Iran không có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và ủng hộ việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nếu chúng ta muốn phát triển và cải thiện thế giới, chúng ta càng phải có mối liên hệ tốt hơn với thế giới và chúng ta có thể làm tốt điều này. Chúng ta sẽ bắt đầu với những người hàng xóm của mình rồi tiến xa nhất có thể. Đánh giá về các cam kết đối ngoại của Tổng thống Iran Chuyên gia chính trị John Gabriel tại Mỹ cho biết vẫn chưa rõ các chính sách của tân Tổng thống Iran sẽ có tác động lớn đến mức nào. Tuy nhiên, một trong những điểm tôi muốn nhấn mạnh tới là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ, mà một trong những ứng cử viên hàng đầu là cựu tổng thống Donald Trump, người đã rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đó. Nhiều người tại Iran đang theo dõi sự kiện này để xem tổng thống mới đắc cử sẽ làm gì và phần còn lại của thế giới sẽ phản ứng như thế nào. Trước đó, trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Pezeskia đã tìm cách liên kết với các nhân vật ôn hòa và cải cách. Ông đã chọn cựu ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, người đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015 làm người đứng đầu hội đồng chiến lược cho giai đoạn chuyển tiếp. Hội đồng này bao gồm các chuyên gia và cố vấn có ảnh hưởng sẽ xác định các vị trí chủ chốt trong nội các và đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Hải quân Ukraine không còn chiến hạm cỡ lớn sau khi tự đánh đắm xoái hạm Hetman Sahaydakny hồi tháng 3 năm 2022 để tránh lọt vào tay Nga. Điều này khiến giới quan sát ban đầu nhận định Kiev sẽ hoàn toàn thất thế trước Moscow ở mặt trận trên biển. Đặc biệt khi đối phương sở hữu hạm đội biển đen hùng mạnh ở khu vực. Tuy nhiên, nhờ vào những công nghệ sáng tạo và chiến thuật tấn công phi quy ước, hải quân Ukraina vẫn có thể liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga ở vùng biển và gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương. Hồi tháng 6 vừa qua, Ukraina tuyên bố đã phá hủy 1/3 hạm đội biển đen của Nga, buộc tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội này phải rời Crimea đến nơi trú ẩn an toàn hơn. Ông Dmytro Zemylo người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành cơ quan an ninh Ukraine, nhận định mối đe dọa liên tục đối với Crimea đã buộc Nga phải triển khai thêm hệ thống phòng không tới phía đông bán đảo này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh gần đây nhấn mạnh quy mô của hạm đội Biển Đen đã được chứng minh là không thể sánh được với những sáng kiến về hàng hải của Ukraine. Cơ quan này chỉ ra ba loại vũ khí do Ukraine tự phát triển, đóng vai trò là mũi đinh ba quan trọng tạo nên thành công của hải quân nước này. Mũi nhọn đầu tiên trong chiếc đinh ba là Magura V5, xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Space Techno Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát. USV này thường được lực lượng đặc biệt nhóm 13 thuộc Tổng cục Tình báo HUR của Ukraine sử dụng. Magura V5 có chiều dài 5,5m, chiều rộng 1,5m, được trang bị động cơ 300 mã lực. Xuồng không người lái này có thể di chuyển với tốc độ hành trình 40 km một giờ, tốc độ tối đa đạt 78 km/h, tầm hoạt động lên đến 800 km. USV có khả năng mang hơn 300 kg thuốc nổ đủ để tạo ra các vụ nổ mạnh, có thể tấn công các tàu nổi và các căn cứ quân sự quy mô lớn của đối phương. Hồi đầu tháng 5, quan chức tình báo Ukraine tiết lộ mức độ thiệt hại do xuồng tự sát Magura V5 của nước này gây ra cho hạm đội biển đen Nga lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Mũi nhọn tiếp theo trong chiếc đinh ba của Ukraine là tên lửa hành trình diệt hạm R-360 Neptune thân biển. Được công bố lần đầu hồi năm 2014, tên lửa Neptune được Viện Thiết kế Lắc của Ukraine phát triển dựa trên thiết kế của tên lửa KH-35 thời Liên Xô, song được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống điện tử. Quả đạn Neptune dài hơn 5 mét, trang bị 4 cánh ổn định giữa thân, có tổng khối lượng khoảng 900 kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150 kg, Quả đạn được đẩy khỏi ống phóng bằng tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn trước khi động cơ phản lực tuốc bin MS 400 kích hoạt giúp nó đạt tốc độ cận âm và tầm bắn hơn 300 km. Loại tên lửa này đã được Ukraine sử dụng để bắn chìm tàu Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen và được coi là biểu tượng của hải quân Nga vào tháng 4 năm 2022. Mũi nhọn còn lại trong chiếc đinh ba là xuồng cảm tử C baby thế hệ xuồng không người lái mới do các chuyên gia an ninh và quốc phòng phối hợp nghiên cứu và phát triển với phạm vi hoạt động lên đến hơn 1.000 km, xuồng không người lái Seababy có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở hầu hết mọi địa điểm trên Biển Đen. Trước mũi đinh ba của Ukraine để ngăn chặn nhiều thiệt hại cho hạm đội Biển Đen, Nga đã xây dựng các rào chắn ở lối vào Vịnh Sevastopol, đồng thời tăng cường phòng thủ cảng Novorossiysk. Khu vực quốc gia này đã tái triển khai hạm đội Biển Đen năm 2023.